Với sự ra đời của chiếc card màn hình GTX 1660 Super vào tháng 10 vừa qua, thì hiện tại phân khúc trung cấp của NVIDIA đã trở nên đông đúc hơn bao giờ hết. Điều này giúp cho người dùng có nhiều lựa chọn hơn phù hợp với túi tiền của mình. Tuy nhiên, nó cũng gây ra một số băn khoăn nhất định. Hiện tại, họ phải rất băn khoăn thì mới có thể tìm ra được cho mình một chiếc card màn hình phù hợp. Và câu hỏi được hỏi nhiều nhất tại kênh của Hà Nội Creator trong thời gian vừa qua đó chính là một chiếc card màn hình GTX 1660 Super có thật sự là có hiệu năng ngang bằng số một chiếc GTX 1660 Ti hay không? Tổng quan thì chúng ta hãy cùng nhắc lại một chút về thời điểm ra mắt. Chiếc card màn hình GTX 1660 Ti chính là sản phẩm đầu tiên nằm trong series GTX 16 của NVIDIA. Đây là những chiếc Vega sử dụng các GPU cũng được xây dựng trên kiến trúc Turing, tuy nhiên lại thiếu đi các nhân Tensor Core và công nghệ Ray Tracing so với dòng RTX. Và NVIDIA định sử dụng dòng sản phẩm này để thay thế cho các Vega dòng 10 đời trước. GTX 1660 Ti được ra mắt vào ngày 22 tháng 2 năm 2019 và sau đó một tháng là dòng GTX 1660. 1660 là một sản phẩm có ít nhân CUDA hơn và có bộ nhớ cũng chậm hơn rất là nhiều. Còn dòng GTX 1660 Super thì ra mắt vào tháng 10 năm 2019. Nó là một sản phẩm được thiết kế để nằm giữa 1660 bản thường và 1660 Ti. Ngay từ ban đầu thì chiếc 1660 Ti đã có khác biệt rất là lớn so với chiếc GTX 1660 thông thường rồi. Đó là bởi vì là số nhân core CUDA của nó cao hơn khoảng 9%. Đồng thời là tốc độ bộ nhớ cũng cao hơn khi sử dụng là loại bộ nhớ GDDR6, còn đối với 1660 thông thường chỉ là GDDR5 mà thôi. Riêng đối với 1660 Super thì nó lại hướng đến như là một giải pháp thay thế cho 1660 Ti hơn khi nó có giá bán rẻ hơn, lại có xung nhân cao hơn và TDP cũng cao hơn. Cái điểm duy nhất mà nó giống với cả 1660 bản thường đó chính là cái số nhân core CUDA là 1408 so với là 1536 trên 1660 Ti. Khi xét đến những chiếc card màn hình cùng năm, cùng đời sản xuất của NVIDIA thì thường thường chúng ta sẽ nhìn vào số nhân core CUDA của nó để tìm ra đâu là sản phẩm mạnh hơn. Tuy nhiên đối với GTX 1660 Super thì các nhà sản xuất sẽ nâng xung nhân của nó lên từ 3 đến 5% so với mặc định. Chính vì thế đây có thể sẽ là lý do lớn nhất khiến chúng ta sẽ không thể nhận ra sự khác biệt khi sử dụng chung nó với một chiếc GTX 1660 Ti. Ở đây thì mình có hai chiếc card màn hình, một là 1660 Super và một là 1660 Ti. Đến từ Gigabyte luôn và chúng cùng thuộc dòng gaming LC. Như các bạn thấy thì nhìn về mặt ngoại hình thì chúng không có khác biệt gì nhau cả. Các bạn sẽ có bộ tản WinForge, backplate về sau, dây nguồn 8 pin và số lượng quạt, cổng kết nối và hệ thống đèn LED cũng tương tự. Nói chung là easy đúc và nếu che tem đi thì chắc chắn sẽ không ai chỉ ra được đâu là 1660 Super và 1660 Ti. Chỉ có thể cắm vào máy, bật GPU-Z lên thì mới có thể nhận ra được sự khác biệt. Tuy vậy, giá bán của chúng sẽ có một sự chênh lệch nhẹ khi chiếc GTX 1660 Ti Gaming OC sẽ có giá bán là 7.299.000 đồng, còn đối với chiếc 1660 Ti Gaming OC sẽ có giá bán là 8.499.000 đồng. Chênh lệch ở đây là 1.3 triệu và nó rất đáng kể nếu các bạn so sánh về mặt hiệu năng trên giá thành. Cấu hình kiểm tra của chúng ta ngày hôm nay sẽ bao gồm CPU Core i5-9400F, 16GB DDR4, 240GB SSD, nguồn 500W và bo mạch chủ là B365. Bản Widow bọn mình sử dụng là bản 1909 cùng bản driver card đồ họa là bản 441.66 của NVIDIA. Và 5 game chúng ta sẽ sử dụng ngày hôm nay đó chính là Ace Combat, Dota 2, CSGO, GTA 5 và Metro Exodus. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra tất cả các tựa game này trên một màn hình Full HD và để ở mức thiết lập cao nhất. Và chuyện thú vị sẽ bắt đầu từ đây, đúng là khi dùng thực tế thì cả hai chiếc card này đều cho một kết quả rất tương đồng. Ở hai game nặng là GTA 5 và Metro Exodus thì chênh lệch chỉ là vài FPS không đáng kể. Hai tựa game online nổi tiếng là CSGO cùng với Dota 2 thì cũng chịu chung số phận. Riêng chỉ có Ace Combat 7 thì 1660 Ti mới vượt lên được. Nhưng chênh lệch chỉ khoảng là 15-20 FPS. Con số này thực ra là không có quá nhiều ý nghĩa bởi cái kết quả mà 1660 Super đạt được ở tựa game này cũng đã là rất cao rồi. Nó thực sự đáp ứng được tất cả các màn hình độ phân giải tần số quét cao. Và mình sẽ để gameplay và bảng biểu để các bạn cùng xem và đánh giá. Vậy là sau khi xem xét đến tất cả các yếu tố thì chúng ta tạm thời có thể đi đến một kết luận như thế này. Đấy chính là chiếc GTX 1660 Super sẽ là sản phẩm đáng mua nhất trong dòng 1660 ở thời điểm hiện tại. Lý do đó là bởi vì nó có một hiệu năng chơi game là tương đồng với 1660 Ti, tuy nhiên lại có giá bán rẻ hơn đến khoảng hơn 1 triệu. Vậy thì nếu có một thông số kỹ thuật tốt như vậy thì lối đi nào sẽ dành cho chiếc 1660 phiên bản thường và 1660 Ti? Theo mình nó sẽ là như thế này. Đấy là bạn nào đang có muốn một cái trải nghiệm thật sự là hoàn hảo với các tựa game online và eSports thì hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình chiếc GTX 1660. Còn những bạn nào đang muốn có một chiếc card màn hình có số nhân CUDA cao tuy nhiên lại có giá bán rẻ hơn chiếc GTX 2060 một khoảng thì GTX 1660 Ti sẽ là lựa chọn cho bạn. Còn đối với 1660 Super thì các bạn sẽ chọn nó thay là chọn 1660 Ti khi các bạn chơi game thì các bạn hoàn toàn có thể để lại ý kiến của các bạn ở phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.